Năm 2018 tròn 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa 12. Và nhìn lại 10 năm qua để thấy rằng là thủ đô Hà Nội của chúng ta đã có sự chuyển biến rất lớn. Thế nhưng sự phát triển về cơ sở hạ tầng giao thông thì lại chưa tương xứng. Sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân theo cấp số nhân thì đã không thể theo kịp được sự phát triển của cơ sở hạ tầng, khiến cho cái sức ép và đối với bộ mặt giao thông của đô thị là rất lớn ạ. Vâng, có lẽ phải nói đến là để khắc phục những cái điểm nghẽn như mà chị Liên vừa nói, thì có lẽ giai đoạn từ nay đến năm 2020 thì thành phố Hà Nội sẽ tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển đô thị, phát triển giao thông công cộng, xây dựng lộ trình và từng bước sẽ hạn chế phương tiện giao thông cá nhân sau năm 2020 để nhằm là giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên thì có một câu hỏi đặt ra, đó chính là liệu mục tiêu này không biết là có thể thực hiện được hay không, khi mà năm nay đã là năm 2018 rồi, vậy là chỉ còn có 2 năm nữa thôi đúng không chị Liên? Và thiết nghĩ rằng cải thiện bộ máy giao thông đô thị sẽ không chỉ từ lời nói hay là những văn bản giấy tờ nữa, mà phải là những giải pháp quyết liệt thực sự. Tôi sẽ lấy cho quý vị một ví dụ như thế này ạ. Dự án cầu vượt An Dương Thanh Niên được coi là một trong 8 công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội. Và dự án này được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc tại nút giao An Dương Thanh Niên, cũng như là tạo thuận lợi cho việc kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị hành chính Ba Đình với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài thông qua cầu Nhật Tân và đường nối từ cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài. Dự án này thì được triển khai từ tháng 10 năm 2017 và dự định là hoàn thành sau 7 tháng, tức là đến tháng 5 năm nay. Thế nhưng bây giờ đã là tháng 4 mà việc thi công thì không những chậm chạp, nó lại còn khiến cho tình hình giao thông tại khu vực này trở nên lộn xộn. Phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận thực tế tại công trình này để quý vị có thể thấy rằng là muốn cải thiện hệ thống giao thông đô thị, đem lại những tiện ích giao thông cho người dân sẽ cần phải sự nỗ lực thực sự. Thói quen của ông tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Ngọc Quyết trước khi mở hàng là như thế này để chống bụi. Kinh doanh quán cà phê, nhưng ngày nào ông Quyết cũng phải tập thể dục lau nhà hơn chục lần. Từ ngày khởi công 28 tháng 10 đến bây giờ là 5 tháng 2 ngày rồi, mà tính dự trù nó 7 tháng là xong. Thế bây giờ làm mấy mươi năm đây, mà hầu như là một ngày làm, hai ngày nghỉ, thế tối tiểu, hầu như chả có người công nhân cả. Thì có vào lắc đắc rồi, nó trúng trọng điểm này, chúng tôi không có dàn quân ra làm. Làm như thế là quá chậm người ta, làm là quá bôi ra, không tập trung quân mà làm. Coi như là như dạng như là nhận công trình xong là bỏ đấy đi làm các công trình khác, giải quân ra chứ không ở đây cả. Mà đây hầu như là công trình trọng điểm của nhà nước thôi. Là một trong 8 công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, công trình cầu vượt tại nút giao An Dương Thanh Niên với tổng mức đầu tư gần 312 tỷ đồng, triển khai từ tháng 10 năm 2017 và dự kiến hoàn thành sau 7 tháng thi công. Song đến nay, tiến độ công trình vẫn còn rất chậm chạp. Thời gian làm hơi lãng phí, tất cả cống tiết trôn xuống rồi, đường điện tiết công trôn xuống rồi. Xong sáng hôm sau thì thấy đường đã lưu phẳng rồi, được mấy hôm sau thấy tối mắc hết nên xi măng miếc này làm không nghiên cứu sâu, lãng phí của nhà nước nhiều. Vật liệu xây dựng ngổn ngang và không có rào chắn, lòng đường bị thu hẹp khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông trở nên lộn xộn. Việc đào hố sâu và được rào sơ sài như thế này rất dễ gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là vào giờ cao điểm. Còn đoạn đường này thì luôn trong tình trạng quá tải vì phải gánh vác thay trọng trách. Mật độ phương tiện tăng cao khiến đoạn đường thường xuyên tắc nghẽn. Và để chống bụi thì việc đóng kín cửa như thế này là sự lựa chọn tốt nhất. Dù nó có hai làn đường như thế nhưng người ta vẫn chọn bên này đi, và tốc độ người đi đây là mật độ đi nó rất là đông, dẫn đến bụi khắp nhà, bụi đến nỗi mà nhà tôi từ tầng 1 đến tầng 3 chỉ 2 ngày sau mà đã thành một lớp. Mà tình trạng bụi như thế này là dẫn đến hay bị phổi, viêm phổi rồi mũi, làm cho sức khỏe người dân rất là yếu. Mở cửa ra khoảng đấy vì thôi, chứ còn hình thức thôi, chứ còn bụi như là ai đi không, xe không để được cả. Cho nên cũng chỉ mong là làm sao là cái công ty Bình An, tổng thầu Bình An này đang nhận làm công trình này, cố gắng là tập trung quân lực lượng để làm cho nhanh cho dân chúng tôi được giờ đỡ bụi được.